Thì từ cái cấu hình mức năng lượng này này, thì thầy ra cái phần thứ hai, đó là hai lớn, đó là cấu hình electron. Electron. Cấu hình electron. Vậy thì cấu hình electron và cấu hình năng lượng có khác biệt gì, có điểm chung gì và điểm khác nhau gì, thì em chú ý này. Muốn viết cấu hình electron, ta phải viết cái sắp xếp electron trong các lớp và phần lớp. Thì ở đây thầy lại nói qua một chút về cái khái niệm orbital. Ví dụ như là trời sắp mưa chẳng hạn, thì trước khi trời mưa, bao giờ nhìn trời có các đám mây. Đám mây đó là đám mây chứa nước. Còn trong nguyên tử thì cũng hình thành đến các đám mây, người ta gọi là đám mây mang điện, chính là đám mây electron. Vậy thì những cái vị trí trong không gian mà có mật độ electron chiếm khoảng 90%, người ta gọi là khái niệm đầu tiên, đó là orbital. Orbital chính là cái gì? Chính là đám mây điện tích. Chiếm khoảng 90%. Đám mây điện tích chiếm khoảng 90% về cái mật độ electron ở vùng không gian này. Tại sao thầy phải nói orbital này? Nếu không nói orbital này thì em sẽ đi được, không sẽ hiểu được lại sắp xếp như thế nào. Và orbital được ký hiệu là đây, ví dụ thế này. Và trong một orbital thì có tối đa là 2 electron được sắp xếp theo chiều tự quay. Chiều ở đây thì có hai cái nguyên lý, các em nhớ là cái nguyên lý của hai nhà bạn học ở sách lớp 10 không? Có trình bày trong cái khuôn khổ thời gian có hạn, nên là thầy lưu ý các em để có thể đọc qua sách lớp 10 để hiểu hơn. Đó là cái nguyên lý về mức năng lượng và nguyên lý về sự bền vững. Thì các em chỉ cần nhớ thầy đó là orbital, một orbital thì có nhiều nhất 2 electron. Và các em suy luận cho thầy đây, vậy thì phân lớp S có mấy orbital? Các em chú ý cách sắp xếp electron trong orbital. Thì các em nhớ cho thầy là S có một orbital, cho nên chứa nhiều nhất mắc là 2s. Tương tự thế thì P có 3 orbital, chứa nhiều nhất là 6s. D 5 orbital, chứa nhiều nhất 10, và F chứa nhiều nhất là 14s. Vậy từ đây các em có thể hình dung ra bắt đầu có cấu hình electron. Vậy thì sự sắp xếp electron phần lớp S, phần lớp P, phần lớp D, phần lớp F. Từ đó ta nhìn lại ở đây. Vậy thì trong lớp thứ nhất có tối đa mấy E? Chính là 1S2. Cái số 2 này là cái chỉ số của electron được lấp trong cái lớp đấy, nói khác là được lấp trong phần lớp có orbital. Thế còn tương tự cái này thì S cũng có 2 tối đa, còn P thì là 6 chẳng hạn. Đây 2, 6, ví dụ là đây 10 chẳng hạn, chấm chấm. Thì các em chú ý cho thầy là rất nhiều bạn học ôn thi, nhưng mà đến bây giờ cái khái niệm số 2 ở dưới và số 2 ở trên này là cái gì thì các em hầu như nhiều khi cũng chưa được chắc chắn lắm, nên là hôm nay thầy trình bày rõ cho các em chính là cái sự sắp xếp electron trong các orbital trong lớp. Và từ đây thì các em sẽ suy ra được một cái công thức toán học rất cơ bản, đó chính là gì? Lớp 1 có tối đa 2e, lớp 2 có tối đa 8e, lớp 3 có tối đa 18e, lớp 4 có tối đa 32e, các em tính đi. 2 6 10 14 là 32e. Từ đấy ta có một công thức mà sách lớp 10 có trình bày cho các em, nhưng tại sao thầy nói lại? Bởi vì tổng E trong một lớp
sẽ bằng 2N bình. Đây, sách lớp 10 viết thế này. Nhưng mà người ta lại không giới hạn cho các em cái N này và N bằng 4. Vì vậy các em cứ nghĩ là ồ, vậy thì N 5 bằng 5 thì là tăng lên, bằng 6 thì tăng lên. Mà cái N này thực chất đó chính là cái phân lớp. Ví dụ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì N này tối đa cũng chỉ là bằng 4. Vậy thì tổng electron trong một lớp tối đa là 32. Bởi vì N bằng 4, 16 x 2 là 32. Các em chú ý cho thầy. Đó chính là cái khái niệm về cái số electron. Và phần này trong đề thi gần đây cũng có mấy câu họ đặt ra cho các em, và họ hỏi là ví dụ số lớp số electron tối đa trong một lớp bao nhiêu, thì nhiều bạn đã bị lỗi khi sử dụng cái công thức này. Thì đây là thầy giới thiệu qua cho các em để cách sắp xếp electron trong các lớp và phân lớp, và các em nắm rõ lớp và phân lớp là gì. Từ cái phân tích lớp và phân lớp thì thầy cho các em rõ về cấu hình electron. Cấu hình electron thì các em chú ý này. Từ cách viết cấu hình electron, ta suy ra từ cấu hình mức năng lượng 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Đây chính là cấu hình mức năng lượng. Thì ta suy ra cấu hình electron. Vậy cấu hình electron ta viết chính là sự sắp xếp electron từ trong ra ngoài. Ví dụ để đơn giản cho phần này thì cho một số ví dụ là viết cấu hình electron của nhôm 13, có nghĩa là Z bằng 13 đó, 13 electron. Thì các em bắt đầu viết thế này, 1s 2 có nghĩa là phân lớp s có 2 electron, 2s 2, 2p 6, 3s 2, à đây là 12 rồi, vậy 3p 1. Nếu bạn nào đã được học cái phần này rồi thì em nhìn thấy ở cái lớp ngoài cùng có 3 electron và ở đây có 3 lớp, thì em biết là lớp ngoài cùng có 3, có nghĩa là ở phân nhóm 3, còn có 3 lớp, có nghĩa là ở chu kỳ 3. Nhiều. Vậy thì bây giờ ví dụ Al3 cộng thì sao? Al3 cộng thứ cuối nó thực ra là Z trừ đi 3S thì là 10. Vậy thì cách sắp xếp như thế nào? Thì ta sẽ viết 1S2, 2S2, 2P, 6 và 3S thì đây có 3, ta trừ đi 3 electron, vậy ở đây không còn. Vậy lớp ngoài cùng trong trường hợp này chính là 8S. Do đó nhôm chỉ có sôi xóa cao nhất dương 3, vì nó có chỉ có khả năng cho được 3S. Và đến đây nó bền vững. Và như thế thì các em mới giải thích rằng tại sao lại ta học ở lớp 8, lớp 9 ta lại có khái niệm về hóa trị. Lên lớp 10 lại có cái khái niệm về số oxy hóa, rồi là điện hóa này. Thì các em chú ý cho thầy, đây là do cái sự xuất phát từ cấu hình electron được đặc trưng cho cái lớp vỏ nguyên tử. Hoặc ví dụ lưu huỳnh chẳng hạn, 32 là thành 16, Z bằng 16. Thì ta có 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 4. Vậy ta thấy lớp ngoài cùng của anh này có 6 electron, 2 cộng 4 là 6. Và ở chu kỳ 3 phân nhóm 6. Thì cái này tí là thầy sẽ giới thiệu em rõ hơn. Tuy nhiên ở đây thầy lưu ý về lưu huỳnh. Vậy thì lưu huỳnh nhỏ nhất đó là 2 trừ. Đấy khác là người ta viết lại âm 2 chẳng hạn để số cho. Bởi vì sao lưu huỳnh có 6 e rồi? Thì có khuynh hướng một là cho 6, 2 là có thể nhận là 2. Để nhận cho 6 hay nhận 2 để cái lớp sát đó là lớp có tổng electron là 8, không nghĩa bền vững. Thì ở đây lưu huỳnh có khuynh hướng nhận 2. Nhận 2 cho nên lưu huỳnh âm 2, thừa ra 2 e. Thế để làm rõ về cấu hình electron, để các em xác định được
là dựa trên cấu hình ta sẽ biết nó nằm ở đâu trong toàn hệ thống tuần hoàn. Thì thầy thêm cho các em một số phần nữa để các em hình dung ra, chính là dựa vào ba hệ thống tuần hoàn. Thầy nói cái này thầy nói thêm thì thực ra là bài này là nằm vào cái chuyên đề 2 rồi. Nhưng mà vì cái chuyên đề này khi người ta ra bài thì người ta lại thường đưa một số bài tập có cái sự gắn kết, người ta không phân ra các phần nào cả. Cho nên là để các em làm được bài tập tốt, thầy có thể nói thêm một chút về cái bảng hệ thống tuần hoàn. Ở đây thầy chỉ nói hai phần, đó là cách sắp xếp xem một chu kỳ. Chiều này là chu kỳ, còn chiều này là phân nhóm. Thì các em chú ý này, các nguyên tố được sắp xếp trong một phân nhóm có nghĩa có tính hóa học tương tự nhau. Ví dụ natri đây nhỉ, kali đều là những kim loại kiềm này. Thế dựa trên đâu mà người ta sắp xếp như thế? Thì các em chú ý, dựa trên số electron của lớp ngoài cùng. Do electron lớp ngoài cùng như nhau thì khả năng cho e hay nhận e là tương tự nhau. Vì vậy tính chất hóa tương tự nhau, người ta xếp vào một phần nhóm, một nhóm. Chủ yếu ở đây người ta nhóm vào nhóm A. Nhóm B thì nó lại có một số quy luật. Nhóm A, ví dụ như là natri kali ở nhóm 1 thì có một electron lớp ngoài cùng, ví dụ Na chẳng hạn. À, có Z bằng 11, 1S, 2, 2S2, 2P6, 3S1 đây. Em nhìn đây, ngoài cùng có một electron và người ta xếp vào nhóm 1. Còn dựa vào lớp electron người ta xếp vào cùng một chu kỳ. Ví dụ đây có 3 lớp thì là ở chu kỳ 3. Còn natri đây có 3 lớp đây, vậy ở chu kỳ 3 các em nhìn. Chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 đây, vậy natri chắc chắn nằm ở đây. Em làm xem bảng hệ thống tuần hoàn và xem phần nào thì trong bảng hệ thống nào em có thể xác định được một cách rõ ràng nhất. Thì đấy là cấu hình electron. Tuy nhiên cấu hình electron thì có hai cái dạng cơ bản, đó là nếu Z nhỏ hơn hoặc bằng 20 thì cấu hình E trùng với cấu hình mức năng lượng. Ví dụ thầy lấy Z bằng 20, tại sao lại như thế, đúng không? Em nhìn trong sách giáo khoa lớp 10 người ta vẽ đến 20 thì em chú ý 1F2, 2F2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S, 3D, 4S hả? Thêm vào một E nó rơi vào phần lớp D ngành. Cho nên đến đây không có chèn mức năng lượng giữa phần lớp D và S. Vì vậy cấu hình năng lượng trùng với cấu hình electron. Đây là một số chú ý nhé, các em chú ý nhé. Đây là chú ý. Còn từ Z lớn hơn hoặc bằng 21 thì do chèn mức năng lượng giữa phân lớp D và S. Vì vậy là khi các em viết cấu hình, các em phải viết đúng cấu hình mức năng lượng, sau đó cái chuyển lớp S ra phía ngoài lớp D. Ví dụ Fe có Z bằng 26 chẳng hạn, ta có 1F2, 2F2, 2P6, 3F2, 3P6, 4F2, 3D6. Các em viết thế này chính là viết theo cấu hình mức năng lượng. Và đa số học sinh thường viết theo kiểu này. Nhưng mà viết thế này là sai rồi, bởi vì đây là cấu hình mức năng lượng. Còn cấu hình electron các em cứ viết đúng quy tắc cấu hình mức năng lượng và chuyển S ra ngoài, đó chính là 4S2. Thì đây chính là cấu hình electron của Fe. Tuy nhiên có một số cấu hình đặc biệt, ví dụ như là cấu hình đặc biệt hay gọi là cấu hình ở trạng thái thái kích thích, ví dụ như đồng chẳng hạn, Cu Z bằng 29 hoặc là Cr Z bằng 24 chẳng hạn,
viết bằng 29 các em viết đây. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Và thầy viết luôn là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S là 3D4, 4S2. Thì các em nhìn đây này, hai cấu hình tại sao gọi là trạng thái đặc biệt, các em nhìn thấy là lớp D phân lớp D có 9 electron mà có 5 orbital thì lẽ ra nó đầy là 10. Nhưng bây giờ mới có 9 thì một electron ở đây chuyển vào có khuynh hướng bão hòa lớp D. Vậy cấu hình đúng của nó là 3D10, 4S1. Ở đây có 5 orbital nhưng mới có 4 anh thôi. 5 người chơi nhau, 4 người có vợ rồi, còn 1 người chưa có vợ ấy. Tìm cách để lấy vợ đi chứ không đi ngồi các bạn hay trêu nhau. Vậy thì đây là 3D5, 4F1. Vậy 3D10 là bão hòa, người ta gọi là cấu hình ở trạng thái bão hòa. Còn 3D5 có nghĩa là mới bão hòa được một nửa, người ta gọi là bản bão hòa. Và cái này các em phải cần nắm rõ mới giải thích được. Nếu các em không nắm cái này là các em sai. Vậy cứ bài nào, nguyên tố nào cứ đến đây 3D9 4F, cứ D9N, D9 4F, các em lấp thêm 1E vào bão hòa. 3D4 hay là 4D4 hay 5D4 thì các em cứ lấp 1E vào để cho nó bão hòa và bản bão hòa lớp D. Thì các em chú ý đây là thầy trình bày đầy đủ về cách viết cấu hình electron của một nguyên tố hóa học. Em chú ý